Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Kim Thanh Vlog. Số phận của Ten Hag sẽ được định đoạt. Arsenal đặt hai mục tiêu ưu tiên. Barca muốn đưa ngôi sao Tây Ban Nha hồi hương. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay cùng kênh Kim Thanh Vlog thưa quý vị. AC Milan sẵn sàng bán ngôi sao số 1. AC Milan đang chuẩn bị lắng nghe những lời đề nghị dành cho cầu thủ chạy cánh Rafael, người có thể sẽ đến Chelsea sau khi PSG rút lại sự quan tâm đến tuyển thủ Bồ Đào Nha. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ở mùa giải năm nay vẫn là nhân tố không thể thiếu của Rossoneri. Tuy nhiên, đội bóng nước Ý không phải là cái tên quá mặn mà trong việc giữ chân các ngôi sao nếu bán được giá. Erling Haaland được phép lựa chọn rời Man City. Tờ El Chiringuito của Tây Ban Nha đưa tin Erling Haaland và có thể rời Manchester City vào mùa hè tới, cùng thời điểm Pep Guardiola đáo hạn hợp đồng với đội bóng. Đội chủ sân Etihad có thể bán Haaland cho Real Madrid với mức phí nhất định vào năm 2025. Dù đang hạnh phúc tại Anh, nhưng cầu thủ người Na Uy hoàn toàn có thể tham vọng hóa cơ hội nâng cao các danh hiệu cá nhân. PSG đòi thêm phí thương vụ Mbappe. Theo El Equipe, Paris Saint-Germain được cho là đang đòi thêm tiền từ và thương vụ Kylian Mbappe khi tiền đạo người Pháp đang trên đường rời khỏi câu lạc bộ sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Được biết, PSG muốn một phần phí gia nhập mà Mbappe sẽ nhận được từ Real Madrid. Dù chưa chính thức tuyên bố về việc tới Tây Ban Nha, song khả năng cao cầu thủ sinh năm 1998 đã có lựa chọn không thể thay đổi trong đầu. MU nhắm tiền vệ phòng ngự. Manchester United đã để mắt đến tiền vệ tài năng của Royal Antwerp, Manuel Keita, người ra câu lạc bộ nước Bỉ ban đầu theo dạng cho mượn từ Oliver trong mùa giải 2022-2023 và sau đó được mua đứt vào mùa hè. Anh đã gây ấn tượng với màn trình diễn của mình ở vị trí tiền vệ phòng ngự mùa này và ghi 2 bàn sau 29 trận. MU có khả năng bán Bissaka. Theo Fichaje, Man U nhiều khả năng sẽ bán hậu vệ phải Aaron Bissaka trong năm nay và đã xác định cầu thủ Bayer Leverkusen được đánh giá cao Rimpong là người thay thế tiềm năng. MU theo dõi ngôi sao Girona. Erik ten Hag và Manchester United đang theo dõi hậu vệ 22 tuổi Miguel Gutierrez của Girona, người mà Raúl Mourinho đã cố gắng ký hợp đồng trong thời gian làm việc tại Old Trafford. Ten Hag hỏi vẫn được giữ lại. Sau thất bại 1-3 trước Man City tại vòng 27 ngoại hạng Anh, đã có thông tin cho rằng huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ bị sa thải vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, theo Sun Sport đưa tin, ban lãnh đạo Man United vẫn sẽ tin tưởng vào Ten Hag cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc. Sau đó, những người đứng đầu tại Old Trafford có thể sẽ đưa ra đánh giá và có quyết định cuối cùng với nhà cầm quân người Hà Lan. Đội trưởng Inter Miami có bến đỗ mới. Hậu vệ Jean Reyerlin, đội trưởng của Inter Miami mùa trước, đã chính thức hoàn tất việc gia nhập FC Cincinnati. Anh chia tay Inter Miami chỉ sau 2 năm gắn bó. Trong quá khứ, Reyerlin từng chơi bóng cho một số câu lạc bộ lớn như Tottenham Hotspur hay Newcastle. Với việc Jean Reyerlin đã ra đi, nhiều khả năng tấm băng đội trưởng của Inter Miami sẽ chính thức được trao cho siêu sao Lionel Messi ở mùa giải năm nay. Real không chi đậm cho Alphonso Davies. Cập nhật về thương vụ chuyển nhượng hậu vệ Alphonso Davies, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Real Madrid có một chiến lược rõ ràng cho việc chiêu mộ ngôi sao người Canada. Đội chủ sân Bernabeu hiểu rằng hợp đồng của Davies với Bayern Munich sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2025. Real không có ý định nhượng bộ trên bàn đàm phán. Họ muốn có Alphonso Davies ngay vào mùa hè tới, tuy nhiên Real sẽ không chi ra số tiền lớn. Nếu Bayern Munich không chấp nhận, Davies sẽ tới Madrid với tư cách cầu thủ tự do vào năm 2025. Đây là bài toán mà Bayern phải đối mặt, hoặc chấp nhận bán rẻ Alphonso Davies ngay trong mùa hè, hoặc mất trắng anh vào năm sau. Vâng, để tiếp tục đến với bản tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay, thì quý vị đang xem video, thấy hay thì đăng ký ủng hộ dùm em một đăng ký với nhé. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Man United gia nhập cuộc đua giành Osimhen. Tiền đạo Victor Osimhen là một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại châu Âu. Trung phong của Napoli đang nằm trong tầm ngắm của nhiều ông lớn trong một thương vụ chuyển nhượng bom tấn vào mùa hè tới. Theo tờ Independent, Man United là câu lạc bộ mới nhất nhảy vào cuộc cạnh tranh giành chữ ký của Victor Osimhen. Thậm chí nguồn tin này khẳng định đội chủ sân Old Trafford đang là những người dẫn đầu cuộc đua. Để có được Osimhen, Man United sẽ phải cạnh tranh với Arsenal, Chelsea và PSG. Trong hợp đồng của chân sút người Nigeria có điều khoản giải phóng trị giá 110 triệu euro. Vì vậy đây không phải một cuộc đấu giá, mà là câu lạc bộ nào có thể thuyết phục Osimhen đầu quân cho mình. Đánh bại Liverpool, Bayern Munich sắp có thần đồng nước Đức. Theo Sky Sports, Bayern Munich đang tiến gần tới việc chiêu mộ thành công sao trẻ Asan Ozaugo từ Schalke 04. Tiền vệ 17 tuổi được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hàng đầu nước Đức ở thời điểm hiện tại. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt và Liverpool cũng mong muốn chiêu mộ cầu thủ này. Bayern Munich là câu lạc bộ tỏ ra quyết tâm nhất trong việc có được Ozaugo. Đội bóng xứ Bavaria đã đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm dành cho sao mai người Đức. Cầu thủ này còn hợp đồng với Schalke tới năm 2027. Vì vậy Bayern sẽ phải chi ra số tiền không nhỏ nếu muốn có được mục tiêu của mình. Arsenal đặt hai mục tiêu ưu tiên. Arsenal đã coi tiền đạo Victor của Sporting là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
pháo thủ cũng sẽ khơi dậy sự quan tâm của họ đối với tiền vệ Luis của Aston Villa, người từ lâu đã là mục tiêu quan trọng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Arsenal đặt hai mục tiêu ưu tiên. Arsenal đã coi tiền đạo Victor của Sporting là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Pháo thủ cũng sẽ khơi dậy sự quan tâm của họ đối với tiền vệ Luis của Aston Villa, người từ lâu đã là mục tiêu quan trọng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.